Kim Anh đến vẫn đang thấy mọi người đông vui như thế này là Kim Anh cũng vui rồi. Kim Anh chúc cho các cô dì, chú bác, các anh chị em, bè bạn ở đây một đêm vui vẻ, ấm áp và hạnh phúc. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.